Cái này cũng thế, đầy đủ hết chức năng. Cái phiên bản này là phiên bản phổ thông. Đúng rồi. Đó. Ngoài xử lý nhạc hay ra, nó còn phải được cái hình thức, phải ưa nhìn. Đấy là đôi C12 loa full. Loa này thì chú hát karaoke thì cực phẩm luôn chú ạ. Anh em bạn bè cứ thi thoảng ngồi hội họp với nhau. Đôi này cháu đang bán 9,5 triệu. Thế còn cái đôi này? Ở đây những cái dòng này thì nó phổ thông hơn, như là phòng này, dòng này thì là dòng C88 thì đang có giá là 6,5 triệu đồng. Còn những cái dòng như là 99 thì là 8,5 triệu. Cái này bé hơn cái này nhỉ? Vâng ạ, cái này là bát 30. Cái này là 30. 6,5 triệu. Cái này là 6,5 triệu. Còn cái này 8,5 triệu. Thế chênh nhau 2 triệu. Đôi full thì đẹp, đôi full này để hát hò thoải mái. Đấy. Nghe nhạc cũng nhẹ, nghe nhạc nhẹ nhàng này nó cũng êm, nó không kiểu khó chịu. Và chúng anh rất là vinh dự thì ngày hôm nay thì có hai bác đến tận nơi để được cũng là trải nghiệm trực tiếp. Và nhờ bên công ty Zika chúng em tư vấn những cấu hình, hai bác đang tham khảo qua những cái bộ như là sẵn cái bộ em đang phối ghép sẵn để chuẩn bị cho lên đường, thì chú hai bác đến tận nơi thì cũng để lại luôn đây để cho hai bác xem. Còn vừa rồi cũng tham khảo qua những cái mẫu này, những cái mẫu này là những cái mẫu phổ thông ở cái dòng như 88 và 99. Cũng, nếu để mà nói thích ca hát thì những cái bộ như thế này là vừa tầm vừa miếng. Chú có hát hò thử thì không? Hát tí cho nó. Làm bài chú. Mua là chủ yếu phải hát mà. Thế thì làm bài phải hát thử mới biết được là cái sản phẩm nó có đáp ứng được cái nhu cầu của mình không. Ca sĩ bên cháu gửi tặng bác hai bác một bài. Vâng, chả có gì làm quà cho hai chú, lấy bài hát làm quà. Hai chú thích nghe dòng nhạc nào nhỉ, để chúng cháu toàn hát bolero. Bolero à? Làm bài đi tìm lời ru nữ thần mặt trời cho nó mạnh, nó rực lửa. Mong cái tiền này em xin gửi đến các anh em ca khúc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời. Tôi như dòng sông
khao khát lời tôi như hàng mưa, khao khát lời bài hát ơi mặt trời, bài hát tươi một thời cùng em biết không, hát giữa mọi người không ngại ngần lời hát. Quá tuyệt vời. Chú thích cái hát karaoke là bộ này về rất sạch.